cái nữa tôi đánh lên này biết. Nào lên báo trước nha. Hot. Đây Ngọc, 50 nè. Đây này nè Ngọc. Bữa nay mới thấy đài truyền hình Việt Nam kêu lên. Từ lên hết đài truyền hình tại Việt Nam. Xong lúc đó thì chết luôn. Bác nổi luôn. Nay ở trong này hai phần. Hai một phần. Rồi em lấy cái hai phần này vào cái. Rồi tiếng anh. Ông bảo vệ ơi. Ông nói người ta để ngoài trước được cho người ta vô nhà, đóng cửa lại đi. Vô đây tôi gặp thở vậy là thiếu oxy nè. Mẹ cháy nhà má. Đóng cửa mẹ đi. Đây nè, hãm chai mẹ đây. Tắt đèn mò đầu. Đuổi bánh bèo ra ngoài hết đi. Hả? Cái kéo cửa tắt đèn. Mò đầu chai nè. Rồi đầu gối nè, lẹ lên đi. Em chị nãy 20 phút, 25 phút rồi đó em. Cô rú ở rồi dạ. Tôi đi chị ơi. Tôi đi chị. Chị gọi. Cô em lấy rồi chưa? Chưa. Đó, của em đó. Sao không, của người ta sao lưng bà? Làm hợp cho. Có trâu quá, ai đâu có tiền. Em này ăn đâu? Hai bao trộn ra. Em tới trước anh đó luôn á. Mấy bà, em về hả? Hai người ở đây. Em đợi hồi nãy cho chị bao hả? Em hai phường ăn ở đây. Em đợi một tiếng đồng hồ. Chị ơi, sao có hàng ở Hồng Điện? Đâu nè? Bữa nay mệt quá, không có nói chuyện. Hay tắt về luôn. Đuối rồi, tôi nóng thêm nữa chị đơn. Tôi nói chuyện hết nổi. Ba nhà đi Ngọc. Bây giờ trai nào nhắc gì trời, nào đẹp trai nhắc tôi gì trời. Một phần phải không? Chị ba phần. Em, chị ba phần. Trời đất ơi. Không biết thằng nào nhắc nữa, anh đang chưa có nhắc em không vậy? Hay là Bình Minh nhắc tôi trời? Hay là anh Bình Thiên Kiệt? Bữa nay biết trai nào nhắc nữa, bữa nay tập hai ba cái luôn. Trai nhắc nha má, đừng có bóng nha. Nói rồi đó. Bóng kính cũng được, nó miệng đâu. Chồng chị xin. Chị hỏi Phú Quốc em nấu cái đường cái này rồi. Chỉ 2 tiếng hồ. Nãy giờ ăn rồi chưa? Chưa. Người ta Phú Quốc rồi, hỏi đi sao không biết đường đi. Không biết đường hay gì. Ở Phú Quốc mà vô đây ăn luôn hả? Qua bà hả? Sao không ở Cà Mau, mẹ vô lên đây ăn đi. Đâu, Phú Quốc Trần Thái đó. Hả? Thái không thích ăn đồ bên Thái. Thôi má, Campuchia mẹ. Phú Quốc là Campuchia. Gần con gần cái. Mệt gần chết. Ủa có bò viên nữa. Có gái. Bò viên bồi dưỡng cho chồng tối lấy sức. Ôi trời, nó có bầu nên là nó đẻ lấy sức chi trời. Lấy sức đẻ hả? Hả? Tôi có bầu tôi nằm ngang quá, uống tiếp. Có máu bạn. Sáu dĩa cà dừa đó với một dĩa hai người ăn. Dạ, thôi đi. Thôi đi.
nằm trên đâu thấy em không mà kêu gọi không? Mông em đủ. Giật mông hả? Ừ. Ba phòng đem về. Để chị một phòng ăn đủ. Nè. Cho nó cay té đi, té mông luôn. Đây có ai học rồi. Học cho bắt luôn. Chị cho em một phần 50 đem về luôn nha. Thêm 1 kiếm, thêm 3 kiếm. Ê, 50 của ai đây? Đây 50 của anh này nè, Ngọc. Cho ai đưa đi đó. Với một trà tắc. Một trà tắc nó là 65. Nè. Em ba mươi. Hả? Thi làm gì nữa, ta cần nổi tiếng lên ca nhạc, tôi đây nổi tiếng rồi. Anh em nổi như bèo trôi sông luôn nè. Nổi muốn chết luôn nè, nổi muốn gãy hai cái tay luôn. Ta nổi á, ta tho kem, ta đánh phấn, ta đi múa, ta đi hát. Còn tôi nổi hai cái tay tôi muốn gãy luôn. Kiểu này chắc hai cái giò, hai cái tay trôi lên sông. Hai cái giò bay lên trên, má nổi như bèo vậy má. Nổi qua tới Campuchia luôn, Thái Lan luôn. Bảo vệ ơi, được cho vô bảo vệ ơi. Con gái thiếu oxy rồi đây, lẹ lên đi. Cho em một phần 50 đem về tính tiền rồi. Ủa, em gửi cái chị tiền em cái đó, cái viên kiên nó nhìn. Bây giờ bọc đủ con lên đi Ngọc. Con kia kìa mẹ, con mấy má chứ. Đâu có chai nào mạnh lực không? Ai mạnh lực dở giùm mọc đủ à. Có mạnh đứng vào kia kìa. Đừng kêu mấy má bóng dẻo vô đây. Má biết tới hoài luôn. Ai nè, đưa ba phần cho mẹ đây đi về nè. Em nước rõ quả tự. Không mở thôi. Ba phần vậy á. Để ý. Đi đâu tất cả mọi người phải nên để ý. Kinh tế thì khó khăn, làm việc thì làm biếng, hiểu chưa? Nè lấy gì đó đi. Đưa cho các bà mong này đi trước đi. Vỗ vai vỗ tay, các bạn nên để ý những ai mà vỗ vai các bạn là các bạn sẽ bị bùa. Hoặc là vỗ tay các bạn nó nói nghe chuyện hết, rõ ràng hết, cho nên bà đeo vàng gì cũng chừng. Bố má sáng ngay trước mặt đây nè. Tôi nói mà bước qua nhà tôi cái tôi nấu nước sôi xong rồi nó tạt liền. Tại vì hồi sáng vỗ cái ông kia, mấy ông kia mua tốn tiền, không biết bóc tiền nhiêu đưa nữa hồi sáng. Bốn bà đeo khẩu trang, bịt kín hết trơn mặt xà lông. Gì đó. Ừ, đó. Thì lại nhà chị nằm lấy chổi quét cho mới sợ mà bỏ nhà. Ừ. Các bạn nên nhớ bốn bà đi nghe này nè. Cái bà rất là sợ, cái chổi trang, cái chổi với tội. Cái rất là sợ. Tôi nấu nước sôi sẵn rồi đó, tôi đóng cửa rồi. Bước trên cửa nhà tôi liền. Bước cửa chỉ nhà tôi liền là tôi tạt nước sôi liền. Thôi em tưởng tạo tội nghiệp ta mà là em mới biết. Không. Tại vì tôi biết rồi, cái tư cách đó hiểu chưa, đây ở bốn nước rồi. Lào, Campuchia, Thái Lan. Cái vỗ tay lên vai đó là cái đó là các bạn đi theo đó. Hết già, nha.